Thịnh là một sinh viên có khao khát muốn giành học bổng đi học với người yêu, và cậu bạn này quyết tâm tìm cho mình một cách học hiệu quả. Và Thịnh đã may mắn được chọn tham gia chương trình một tháng xóa mù tiếng Anh cùng Elite. Với lộ trình mà Elite đã xây dựng cho Thịnh với công thức từ vựng cộng ngữ pháp bằng giao tiếp. Sau một tuần học về từ vựng thì anh chàng này đã có thể nhớ được 50 từ một tuần. Đó là thành công đáng kể với một học viên mất căn bản như Thịnh. Chúng ta hãy cùng xem tuần 2 Thịnh sẽ học ngữ pháp như thế nào nhé. Thế em cảm thấy tự tin về phần từ vựng rồi, nhưng mà đến ngữ pháp thì em hay bị quên và sai. Thì bây giờ phải làm thế nào thầy? Ok, thế thì trường hợp của em, bây giờ em thử kể cho thầy xem là những cái hoạt động mà em đã làm trong tuần trước bằng tiếng Anh xem nào. What did you do last weekend? Last weekend, I went to my house. I felt kind of sick because of the traffic jam, but I'm so happy when I meet my family. Ok, trong đoạn em nói vừa rồi ấy, thì em từ vựng của em khá là tốt và một số cái cấu trúc đơn giản em sử dụng khá là ok. Nhưng mà chỉ có một vấn đề là em đang nói về các hoạt động quá khứ mà một số cái hành động của em chưa chia thì có từ đơn. Với cả thứ hai là một số chỗ em dùng một số cụm từ chưa hợp lý lắm. Đúng thật là khi nói được một vài câu em lại quên các ngữ pháp và chết ở thì hiện tại rất là khó để nhớ. Trường hợp của Thịnh là một trường hợp rất điển hình với các bạn mất căn bản tiếng Anh. Với những trường hợp này thì các bạn nên học theo các bước của phương pháp như sau. Bước 1 là học lý thuyết. Đối với nhiều học viên, việc học ngữ pháp vô cùng nhàm chán, nhưng đó là một phần không thể bỏ qua được. Bạn nên học lý thuyết qua các video bài giảng ngắn gọn, xúc tích và áp dụng ngay vào phần bài tập để có cái nhìn tổng quan nhất về chủ đề ngữ pháp đó. Bước 2 là học ngữ pháp cộng một chủ đề giao tiếp. Đây mới chính là bí quyết của Elite. Hãy chọn một chủ đề giao tiếp và cố gắng vận dụng chủ đề giao tiếp bạn vừa học để nói về chủ đề đó. Ví dụ em học thì quá khứ đơn và nói về chủ đề holiday, kỳ nghỉ của mình. Em hoàn toàn có thể kể về những cái kỷ niệm của mình trong cái kỳ nghỉ bằng cách sử dụng thì quá khứ đơn. Ok, bây giờ thầy có một mẹo nhỏ như thế này. Bởi vì em đang học thì nó liên quan đến động từ. Vì thế khi mà em nói những động từ của em thì em hãy dùng bằng tiếng Anh và em hãy chia nó thì quá khứ đơn. Còn với những từ khác không phải động từ mà em không biết nghĩa là gì, không biết dịch như nào, thì em có thể hoàn toàn dùng tiếng Việt. Được chứ? Bây giờ thì em thử nói một vài câu cho thầy xem nào. Năm ngoái em và anh họ em travel từ Đà Nẵng, Hội An, trong đó lúc chúng em đi thăm thú phố cổ Hội An. Như thế có phải không thầy? Đúng rồi, em cứ luyện tập như thế nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng chuyển sang bước 3, đó là em hãy vận dụng ngữ pháp vào các tình huống giao tiếp. Sau khi học xong mỗi 5 chủ điểm ngữ pháp, em lại ôn tập và kiểm tra một lần. Phương pháp kiểm tra thì sẽ là bắt cặp các chủ điểm ngữ pháp với một chủ đề giao tiếp mới và luyện tập nói về chủ đề giao tiếp đó. Tell me about your plans, remember? My plan is to improve my knowledge in different fields, particularly in culture. That's why I've applied for this exchange program. I will make new friends with the native and learn about their life. It is going to be a great experience. Oh. Nếu các bạn giao tiếp mà đúng ngữ pháp thì nghe là sẽ pro hơn rất nhiều. Vì thế các bạn hãy học đúng công thức, đó là từ vựng, ngữ pháp, sau đó đến giao tiếp. Nếu các bạn áp dụng được ngữ pháp vào các chủ điểm giao tiếp thì bạn đã thành công rồi đấy. Ban đầu em không hiểu công thức từ vựng cộng ngữ pháp bằng giao tiếp, nhưng sau 2 tuần em đã thấm được công thức đấy của Elite. Đúng là khi sử dụng ngữ pháp trong giao tiếp thì sẽ chuẩn hơn rất nhiều. Cảm ơn thầy Đạt và Elite đã không chỉ cho em phương pháp học tốt mà còn cho em được cái tự tin mà em chưa từng có trước đây. Em tin là lần này em sẽ giành được học bổng.